theo chân quan mẫu đơn thăm nhà vua mẫu đơn nhé anh em nhé. Anh Hoạt Lê, một trong những người rất yêu mẫu đơn và cũng đang sở hữu rất là nhiều mẫu đơn khủng nhé. Anh em có thể liên lạc trực tiếp với anh Hoạt theo số điện thoại. Anh Hoạt, số điện thoại bao nhiêu nhỉ? Chào các bạn nhá. Rồi. Số điện thoại là 0854048048. Đấy nhá, đấy là số điện thoại của anh Hoạt nhá. Anh Hoạt đang sở hữu rất nhiều mẫu đơn nhỉ. Vâng. Thì anh em có thể vào tham khảo nhá, cũng như alo để anh Hoạt tư vấn một số cây mẫu đơn trong vườn của anh nhá. Hôm nay anh đi tham quan một số cây này cũng đang muốn thăm vườn anh cảnh xem là giá cả thế nào để bốc một số cây về vườn nhá. Đây. Cây thân 1 đấy không biết là bao nhiêu tiền nhỉ? Đâu? Đấy, thân 1 đấy. Cái đây là 18. Đấy, quả cảnh. Không, cái loại này là đặc thù, tức vẫn từ xưa giá vẫn từ xưa này. À 18 triệu. Không thay đổi. Đấy, cái nhá. Này là đại loại là không bao giờ biết chịu lỗ. Đấy nha. Chính thề đúng không? Đó, rất là sát thân. Là sao mà chịu lỗ được? Đúng rồi. Tìm đâu ra? Anh em mình đổ xăng đi tìm hàng thoát là nó khó. Ngày trước mua 19 giờ bán 18 đây không. Anh Gan. Không biết là bao nhiêu nha anh em nhé. Đây, thước đây vạch luôn. Bây giờ có thước đỡ với rồi. Không có thịt dê đâu. Bên trước. Tôi nói thật nha, tôi nói 20. Cây kia 20 nhá. Đây. Cao khoảng độ mét. Thước ngắn hơn cây. 2. Thúy thì đang thích cây kia. Một trong những cây dáng song siêu. Cái này mà rẻ thì anh Hoạt anh bốc luôn về để thành bộ sưu tập nhá. Giao lưu cây này là bao tiền anh em, là nãy nói là 25 à? Anh em để cho 24. 24 triệu. Đấy, đấy, đấy là sự anh em. Còn không bao giờ biết ra khỏi cửa là không như 26 trở lên. Chặt đầu chó luôn. Tôi dám nói thật, vì tôi quan điểm luôn nha, tôi bán anh em có khi tôi lúc tôi bí tôi còn luộc lại anh em 1-2 triệu được. Đấy. Mà Nga Sơn này tôi luộc quá nhiều luôn. Tôi muốn phép. Nói chứ gần như tôi bán ai tôi được lại được luôn. Con này nó quá già rồi anh em ạ. Nghiên cứu. Trắng mốc lên rồi. Tôi về tôi bán cho tôi lên để mua cái này. Khi năm như mà tôi luộc vừa. Ông Tiến nhá, tôi luộc nhá, ông Hồng tôi cũng luộc, chú Trung tôi cũng luộc nhá, ông Tuấn tôi sáu cây cũng luộc nhá, tôi luộc vẻ được hết luôn chứ. Cái cây này là cái đơn vạ, cái này là cái gì? Phải đơn kéo. Đó. Cái này là cái gì anh cả? Đơn có nhà. Đơn có gì mấy? Bảo mãi chiều tối về. Gọi khoảng mấy giờ về, lúc về sớm. Ví dụ mình ống về từng đấy khoảng ví dụ như tầm. Bên cạnh là một cây tàn rất là đẹp. Thì mình đi lên chỗ nhà Điểm Sơn, chỗ thằng Hùng à. Đấy, xong rồi đi chơi chỗ nhà chậu ấy chơi. Tàn khoảng độ 3.5 m. 27 triệu. 27 triệu. Mà anh em nói là tôi có 25 triệu. Đây. 25 triệu này chú Hoàng này. 25 triệu. Tôi dồn tất cả các loại cơ để tôi đập một cái to nữa. Đấy nha. Chắc là hai sỏi tay của Thúy rồi. Tôi cái này nó chưa có hoa, chứ nó có hoa thì... Tay tâm này là cũng khó đấy. Không phải tìm được. Tâm này, tôi mua tôi cũng kén tâm, kém tàn. Cái này tay dăm đẹp. Chấp nhận là cây này tay dăm thì phải là sát thủ. Dăm này dăm đẹp nhất trong huyện, nhưng mà nó phét thôi. À, này, thật bên này to lắm bên này, cú bên này này. Nhìn rồi. Bức luôn này, bên này này. Biết rồi. Má bên này này. Hai thân. Má bên này, má bên to lắm. Không bằng cây này được, giá trị nhất vẫn là có cây này. Má này, cây này, má này to hơn. Rồi xui tôi là tỉa hết đi, nhưng tôi không tỉa, tôi bỏ đi hàng cháo rồi. À. Ừ, anh nào thích thì anh về về tự tỉa gì? Không tỉa đâu, để hàng cháo vậy. Ra nhà anh Tân móc ở trong xó, trong xỉnh ra rồi có cái hay đó, hay như cảnh. Xó chả thấy cái gì. Đó nha. Xó cho nhặt hết. Có chú Trung này trong xó cái thời kỳ phao lộc này đến vẽ năm chục mấy chục đưa vào đưa này. Có chú Trung biết này. Loại ly nhí ly nhì trong xó nhiều chứ, bao lộc cũng quấn nhiều chứ. Bây giờ tôi cho đi ở hết đi. Rồi tiếng được đâu 50 chục cái sao. Xì búp đỏ nha. Đúng rồi. Đây là tôi thích. Đâu đang ra đây. Đang nở hoa đây. Chẳng cái giống cây kia đấy. Đâu hoa nhiều chứ. Hoa nhiều chứ. Hoa nhiều chứ. Tôi nói chú mẹ lúc tôi đưa về mẹ đi đại hoa. Nít luôn. Cậu Trung ơi, lấy cái này cành đây là hoa mới này mà được mấy. Trời ơi, bụt đây lấy làm gì?
bằng chanh cơ mà. Cái này là chuẩn bị đi Thanh Hóa. Đó. Cái này chuẩn bị cho đi Thanh Hóa. Đi festival à? Không cho đi ông Thanh Hóa mua. À rồi rồi. 12 triệu. Mai đổi tiền cho tôi cái cây tiểu tiêu xong. Ngũ đơn dập ở bờ rào rất là nhiều nhá em nhá. Đây này. Đây cây đơn dung này. Đấy. Đấy thì hẳn hoi có mất cái ớt rồi. Ớt đã ăn nhiều diện đấy. Tôi ở đám đây. Đó, một cây đơn dung mà cây đơn này không biết bao nhiêu tiền nhỉ? À, cái đơn này đúng giá 15. À, đúng giá 15 anh em nhé. Là lấy đúng 14. Mua 4 triệu rưỡi. Mua 4 triệu. Quá nhạy. Không có đâu 4 triệu rưỡi. Khai thật rồi. Đấy, đây mẹ chứ đặc cũng thấy sự luôn. Rồi. 4 triệu rưỡi. Đấy. Giờ ra đi nhanh là 14 triệu 500. Cái này như tôi đi mua là 4 triệu rưỡi tôi chả mua. Rồi nha, đấy là ý kiến và anh em nó nói vui nha anh em nhá. Còn cái cây ba thân ngoài kia là bao nhiêu tiền nhỉ? Cây đấy có 6 triệu rưỡi. Đấy nha, giá rất là đẹp cho anh em luôn. Rồi rồi rồi. Gớm luôn, tàn đi. Ồ, tàn tí tai. Đấy đang cầm cành lên đây cả. Đấy, đang dập đây. Đang dập sao cho em cành nhà này nhá. Lấy về mà gơm khổ. Tôi dập thế thì cho. Giờ nè. Tối làm nhanh anh cảnh nha. Gơm rồi anh cầm luôn cái đấy về sống như gì. Gơm rồi, cần gì. Tôi lấy nhòm cảnh nha. Tôi cắt nhòm cảnh mấy cảnh như sống rồi. Đây một trong những cây tế cũng rất là lòng hoàng này anh em nhá. Thì không biết là cây này giá cả ra đi bao nhiêu nhỉ anh Cảnh nhỉ? Giá cả ở ngoài là 12 năm, còn ở trong anh em nối bộ với nhau là 10 đến 5. Không cần biết như nào nhưng mà anh Cảnh đọc cái giá 12 năm thì anh em cứ tham khảo nhá. Cái giá như thế rất đẹp một trong những cây này. Nó dáng rất là tự nhiên. Bẻ bùng tung cái cổ. Mà riêng tăm của nó nhỉ? Răm thì hay quá này. Đây này. Hàng cổ nhá. Hàng này thì nó không giống cái hình thức nào, nó bẻ rất là lòng ngoằng đây, các cụ chắc kéo linh tinh đây. Đây các cụ mà. Tuổi đời thì chắc mình mang rồi, đúng không? Hàng cụ trắng hết đầu cành rồi. Mình mang rồi. Con này nó ngắn nhỉ, ngắn có vậy nó lên chia cành nhỉ, nó bị làm kiểu gì mà sao từ nhỏ này. Thì các cụ giờ làm để vậy. Vậy nha. 12 năm nhá anh em nhá. Cho anh em nào thực sự đam mê thì cứ alo trực tiếp nhá. Năm đấy. Đúng rồi. Nó dân này nó quát minh mông trời bể luôn. Đúng rồi. Đó, thì phải bảo dân thì nói mẹ, cây con nếu đòi 20 tôi cũng cảnh đi vãi linh hồn này nó không mán đâu. Còn tàn kia nhá thì phải đi đâu đi nó không đòi tôi 5-70 triệu tôi chặt được có đấy. Phải riêng cái hại tàn mẹ dân nên nó cứ vậy. Tôi điện đến trưởng phủ tôi giao lưu một cây đơn vàng này, à cái cây đơn màu này nhá, có 3 thân tàn của nó ấy, mẹ nó chỉ mặc 3 thân nhà tôi thôi. Đúng. Anh Cảnh giá vào tầm 15-16 cây nữa, còn riêng anh Hoạt là chuyến này đang lấy cả ô tô biết thế nào? Tôi đang rải nhiều lắm, rải nhiều lắm. Rất mong anh em tham khảo nhé. Đẹp quá, đẹp chưa? Quá đẹp. Tôi chả biết tôi thích gì đấy. Nhận. Nha anh em nhá, 26 triệu nhá. Giao lưu tại vườn anh em nhá. Anh em cứ liên lạc trực tiếp. Để cho anh em nào thực sự đam mê, đường vào nhà cảnh thì hơi khó khăn tí nhá, do là đầu tư hết vào mẫu đơn rồi nên là chưa đầu tư được con đường. Đấy nha. Cho mình thế cho một túi bóng mà cầm thì tốt, an toàn hơn. Không, này nó cho túi bóng vậy. Để vay không về thì dập cho luôn. Đừng chăm kia. Cho anh lấy xong cái này nắp vào. Đây, Xuân Trường lịch đây. Hoặc đưa cái này cho tôi 700 cũng lấy cái kia đấy. Cái kia còn có Trường lịch đây, đây là của tôi nhé. Bán 2 triệu hề luôn. Cái giá cả thì nó muôn vàn, một ngày nó đã khác rồi. Một ngày nó khác, giá một ngày nó khác. Rồi rồi nha. Còn rất nhiều mẫu đơn khủng mà anh Cảnh sẽ lấy về nha anh em cơ. Nào thực sự đam mê thì alo nhá. Không, vườn có vườn thì em thấy rồi. Rồi.
mình phải hiểu là giá khác nhiều lắm, mỗi ngày mà nếu cái binh chủng sốt nhá, mỗi ngày có thịt rau trên không. Chúng Mosai cũng xin dừng video ở đây để chuyển sang video tiếp theo nhá. Anh em nào nào mà thực sự đam mê mẫu đơn muốn về Nga Sơn thì cứ alo trực tiếp cho chúng tôi nhá. Xin thân ái chào tạm biệt. Bây giờ thì mẹ đấy người đúng người sai mẹ ấy.